Hy hữu kangaroo tấn công người gây tử vong tại Australia. Truyền thông Australia ngày 13 tháng 9 đưa tin một người đàn ông 77 tuổi sinh sống tại khu vực miền Tây nước này đã thiệt mạng sau khi bị kangaroo tấn công. Truyền thông địa phương cho biết đây là vụ kangaroo tấn công người gây tử vong đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia này kể từ năm 1936. Cảnh sát khu vực Tây Australia cho biết chiều ngày 11 tháng 9, người thân đã phát hiện nạn nhân trong tình trạng bị thương nặng tại một nông trại ở thị trấn Redmond, cách thành phố Perth khoảng 400 km về phía đông nam. Cảnh sát cho rằng người đàn ông này đã bị một con kangaroo tấn công cùng ngày và con vật này cũng cản trở các nhân viên y tế không thể tiếp cận nạn nhân, dẫn đến việc người này tử vong sau đó. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết con kangaroo đã bị bắn hạ do liên tục gây nguy hiểm cho những người ứng cứu khẩn cấp và các sĩ quan cảnh sát. Theo người phát ngôn này, đây là một con kangaroo hoang dã được nạn nhân nuôi làm thú cưng. Con kangaroo trên được xác định thuộc loài chuột túi lông xám sinh sống phổ biến tại khu vực Albany, miền Tây Australia. Khi trưởng thành, kangaroo đực có thể đạt trọng lượng 70 kg với chiều cao lên đến 223 cm tính từ đuôi và có thể trở nên khá hung dữ. Vụ kangaroo tấn công người đến tử vong gần nhất tại Australia xảy ra từ hơn 85 năm trước ở khu vực phía đông bang New South Wales. Khi đó, một người đàn ông 38 tuổi đã bị kangaroo tấn công khi cố gắng giải cứu hai chú chó của mình. Người này đã tử vong do chấn thương nghiêm trọng ở đầu.